Quý vị thân mến, Tây Du Ký viết về hành trình thỉnh chân kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó tái hiện sinh động cảnh giới mỹ diệu của thần Phật từ bi quảng đại, đối lập với thế giới âm ám của những loài quỷ quái yêu ma, đan xen cùng những hỉ nộ ai lạc nơi thế gian con người. Có thể nói, ai đọc hiểu Tây Du Ký, người ấy thực sự có thể nhìn thấu những ảo vọng và huyễn hoặc cõi hồng trần, giác ngộ rất nhiều đạo lý. Trong cuốn tiểu thuyết dài 100 hồi này, nhiều lần các đấng giác giả đã triển hiện thần tích, cứu độ sinh linh trong biển khổ, ví như cố sự Quán Âm Bồ Tát hiện thân xách làn cá, thu phục yêu quái sông Thông Thiên. Tuy nhiên, một điều lạ lùng là không ít lần yêu quái cũng phù hộ cho con người mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Vì sao chúng lại tốt bụng như thế? Phải chăng có huyền cơ nào ẩn sau mà tác giả Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm tới chúng ta? Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Chuyện kể rằng, khi thầy trò Đường Tăng đi qua Sa Chi Quốc, gặp sông Thông Thiên, nghẽn lối nên đành nghỉ trọ một đêm ở nhà họ Trần. Nhân đây mới được nghe kể về một vị đại vương phù hộ dân chúng. Hồi 47, Thánh Tăng đêm vướng sông Thông Thiên, hành giả thương tình cứu con trẻ, có viết. Cụ già hỏi, các ngài đến bờ sông có nhìn thấy cái gì không? Hành giả thưa, chỉ thấy một tấm bia, trên có 3 chữ sông Thông Thiên, dưới có 10 chữ, rộng hơn 800 dặm, từ xưa ít người qua, ngoài ra không thấy vật gì khác. Cụ già nói, đi quá lên phía trên một ít. Cách tấm bia chừng một dặm có một ngôi miếu linh cảm đại vương, ngài không thấy sao? Hành giả nói, không thấy, xin cụ nói rõ thế nào là linh cảm. Hai cụ già đều xả nước mắt nói, các ngài ơi, đại vương ấy cảm ứng một phương xây miếu vũ, uy linh nghìn dặm giúp dân tình, quanh năm đồng ruộng rời mưa ngọt, suốt tháng thôn cư dập dáng vàng. Hành giả nói, mưa ngọt, dáng vàng thì tốt quá. Tại sao các cụ lại còn buồn rầu phiền não? Cụ già dậm chân vỗ ngực, hừ một tiếng nói, các ngài ơi, tuy đội ơn sâu thành oán nặng, từ tâm mà lại hóa vô nhân, trẻ con nộp mạng ngài ăn thịt, chẳng phải chiêu trương chính trực thần. Hành giả hỏi, đói ăn thịt trẻ con trai gái à? Cụ già nói, thưa vâng. Hành giả hỏi, chắc lần này đến lượt nhà cụ. Cụ già nói, năm nay đến lượt nhà tôi, nơi chúng tôi đây có khoảng 100 gia đình cư trú, thuộc sự cai quản của huyện Nguyên Hội, nước Sa Chi, tên gọi Trần Gia Trang. Vị đại vương này, một năm một lần tế, phải dâng cho ngài ấy một đứa bé trai, một đứa bé gái, cả lợn, dê, rượu. Ngài ấy sơi một bữa no, rồi phù hộ cho chúng tôi mưa thuận gió hòa. Nếu không như thế, thì gieo tai giáng họa ngay. Linh cảm đại vương kia hóa ra là một con cá thành tinh, tác oai tác quái ở sông Thông Thiên này. Câu chuyện yêu quái ăn thịt trẻ con rồi mới phù hộ, thoạt nghe thì rùng rợn, nhưng để nói một sự thật chung, các loại tà ma cũng có thể giúp đỡ con người, nhưng giúp đỡ là có điều kiện và có giá cả. Đôi khi, cái giá ấy có thể đắt bằng chính sinh mệnh con người. Trong Tây Du Ký, nhiều lần ta bắt gặp yêu quái cũng mang đến những điều tốt đẹp trong con mắt loài người. Ví dụ như 3 con hổ hươu dê thành tinh tại Sa Chi Quốc, có tài gọi gió hồ mưa, luyện đá thành vàng, được quốc vương trọng vọng kết làm thân thích. Hay như 3 yêu quái tê giác, giả trang Đức Phật ở phủ Kim Bình, hàng năm vẫn thụ hưởng dầu đèn, ban mưa hòa gió thuận. Trước khi Tôn Ngộ Không tới, không ai nhận ra chúng là đạo sĩ yêu tinh hay Phật Đà giả mạo. Phải chăng, ngày nay cũng tồn tại nhiều yêu tinh như thế mà còn người chưa nhận ra? Nhiều người làm lễ tiêu tài dài hạn, cầu phúc cầu tài, cúng Phật cầu thánh, chi phí lên đến hàng chục hàng trăm triệu đồng, kết quả cũng thấy linh ứng. Mọi người đều biết, thân Phật là những bậc giác ngộ, cứu khổ cứu nạn, chỉ xuất phát từ lòng từ bi, không mong cầu báo đáp điều gì. Nếu thần Phật cũng nhận tiền rồi đáp ứng, chẳng hóa ra không hơn gì kẻ tham ô nhận hối lộ hay sao? Thế thì mấy vị thánh Phật nhận lễ vật rồi phù hộ cho phát tài sinh con trai kia có phải là Phật thật hay không? Có lẽ mọi người đều có lời giải đáp. Vậy vì sao yêu tình cũng có thể phù hộ cho con người? Là vì trong vũ trụ này
tồn tại hai thế lực thiện và ác. Yêu ma mang năng lượng đen tối cũng có thể triển hiện một số phép màu nhất định. Tuy nhiên, vì bản tính của chúng là tà ác, chúng giúp đỡ con người là tiền trao cháo múc hoặc muốn trao đổi lấy những tinh hoa trong thân thể con người. Một số người cầu được ước thấy thì cảm thấy rất tốt, cho rằng dù tôi đang cầu yêu quái cũng chẳng sao, hiện tại sung sướng, nổi danh phát tài là được rồi. Nhưng họ đâu biết, chính mình đang tiêu hao phúc đức của bản thân, tội nghiệp càng ngày càng nhiều, tương lai đến lúc tội nghiệp quá sâu dày thì sẽ đi đến hủy diệt. Thật vậy, quốc vương nước Sa Trì cầu được ba đạo sĩ biết hoán vũ hồ phòng thì vui vẻ vô cùng, tới lúc chúng bị Tôn Ngộ Không vạch trần chân tướng thì mới đau lòng tỉnh ngộ. Tôn hành giả nói, vì khí số của bệ hạ còn vượng nên chúng chưa dám ra tay đấy thôi. Nếu quá hai năm nữa, khí số bệ hạ suy bại, chúng hãm hại tính mạng bệ hạ ngay. Lúc ấy một dải giang san của bệ hạ sẽ lọt vào tay chúng. Một số người có thể thắc mắc, thần Phật từ bi, tại sao không trực tiếp giúp đỡ con người, tiêu tai giải nạn, chữa lành bệnh tật? Thế thì chẳng phải sẽ không còn cơ hội cho lũ yêu tình lừa gạt nhân loại hay sao? Thực ra thần Phật hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ cần con người có một tấm lòng thành sám hối, hồi tâm hướng thiện mà thôi. Bởi vì thiện lương chính là bản nguyên của sinh mệnh, cũng là sự bảo hộ an toàn nhất cho mỗi người. Kinh điển đạo gia Thái Thượng Cảm Ứng Thiền có viết, người thiện lương thì ai ai cũng kính trọng, trời giúp đỡ họ, phúc lộc đi theo bên họ, mọi tà quái tránh xa họ, thần linh hộ vệ. Mọi việc họ làm đều thành công, họ có thể hy vọng trở thành thần tiên. Giới tu luyện xưa nay đều nói thế gian con người là biển khổ, con người bị dục vọng chi phối, trong mê mờ mà làm nhiều việc ác, nên mới phải chịu khổ, chịu nạn để hoàn trả tội nghiệp này. Thoải mái hành ác, rồi lại không phải chịu bất kỳ báo ứng nào, ấy là đi ngược lại với pháp lý vũ trụ. Muốn khỏi bệnh hết nạn thì chỉ có thành kính hướng về thần Phật, sám hối tất cả lỗi lầm đã gây ra, nguyện tu sửa bản thân hồi tâm hướng thiện. Tấm lòng thành này như vàng kim lóe sáng, thần Phật mười phương đều nhìn thấy, nên có thể giúp đỡ con người vô điều kiện. Ở hồi 85, hành giả Đố Kỵ lừa bát giới, Ma Vương bày mẹo bắt Đường Tăng, cùng đoạn nhắc đến tấm lòng thành này như sau. Tam Tạng nói, Phật ở Linh Sơn lọ phải cầu, Linh Sơn tại tâm có xa nào, ai ai cũng có Linh Sơn tháp, trần tháp tu hành tốt biết bao. Đồ đệ ơi, ta há không hiểu, nếu cứ y theo bốn câu thơ ấy, thì muôn kinh nghìn điển cũng chẳng bằng tu tâm à? Hành giả nói, đúng rồi, tâm lắng có mình riêng chiếu, tâm còn vạn cảnh đều trong, sở xuất lỡ lầm thành biếng nhác, nghìn đời muôn kiếp chẳng thành công, chỉ cần một tấm lòng thành, lôi âm ở ngay trước mặt. Thần Phật độ nhân không nói điều kiện và giá cả, chỉ cần duy nhất một tấm lòng thành đó thôi. Người xưa nói, trên đầu ba thước có thần linh, dù đôi mắt thịt của người thường không nhìn thấy, nhưng thần Phật thực sự có rất nhiều ở khắp xung quanh ta. Không cần bạn phải đi khắp đình chùa miếu mạo, trời Nam đất Bắc, sắm hậu lễ, cầu danh sư. Chỉ cần bạn thực sự có lòng thành sám hối, hướng thiện tu tâm, thì thần Phật có thể giúp bạn vượt qua kiếp nạn. Qua vậy, Tây Du Ký có thơ rằng, ngày tháng trăm năm tựa bóng câu, đời người bọt nước khác gì đâu, sớm còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu, giấc điệp tàn rồi đời ảo cả, quốc kêu già giết hãy quay đầu, xưa nay làm phúc đều tăng thọ, ở thiện trời thương lọ phải cầu. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.